Chị chào Nguyên, chào vợ chồng Thành Nguyên, chúc vợ chồng em được hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Chào, rồi sau đó chị chào cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn chị rất nhiều. Ngày hôm nay chị đến từ đâu chị ơi? Chị đến từ Hậu Giang. Hậu Giang à? Hậu Giang qua đây chị đi mình hả? Hậu Giang chị đi mình nhưng mà cháu chị bán phở ngay chỗ khu công nghiệp gần đây này, ngay cầu Cần Thơ đi vô á. Vậy đấy ha. Nhưng mà chị lên hai bữa chị chơi đó tiếp bán rồi, rồi chị mới sáng chị lại đây. Dạ. Ok chị, với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc chị thật là nhiều may mắn ha chị ha. Rồi chị cho Thành Nguyên hay nào, họ tên chị là gì? Chị tên Phạm Thị Hoa, sinh năm 73. Chị Phạm Thị Hoa, 73, là năm nay 51 rồi. Đúng rồi em. Dạ. Tình trạng hôn nhân của chị Hoa là như nào? Chị chồng thì mất 7 năm rồi em. Mất 7 năm à? Năm 2017. À vậy đó ha. Chị đông con không? Chị có hai đứa con, ở với anh hai đứa con, còn lúc chị về là nuôi hai đứa con chồng. Nhưng mà giờ hai đứa con chồng nó có gia đình hết rồi. Con chồng là con riêng con à? Con riêng, nhưng mà gả cưới hết rồi. Rồi nó có riêng tư hết rồi. Dạ. Rồi con chị thì bây giờ cũng có riêng tư là có phần hết rồi, chỉ là lo phần chị. Còn đứa Úc thì con gái của chị là 14 tuổi, đang học lớp 9. Nhưng mà nó sống chung cái nhà bên chồng chị. Dạ. Là chị đi làm xa, chị bỏ nó nhà rồi. Dạ, chị có gần gũi với nó bên bà nội nó là nhà cửa có sẵn hết rồi. Rồi khoảng thời gian đó đến nay chị có tìm hiểu thêm ai nữa không? Chị cũng nói ngay không, nói không thì không có, không đúng, nhưng mà cũng có một người mà cái anh nó uống rượu quá, nhậu quá là chị chịu hết nổi, như là mình cũng chịu đựng dữ lắm nhưng mà không thể chịu nổi. Rồi tính ở như vậy nhưng mà con nó nói thôi thì mẹ ở vậy đi, mất công khổ. Nhưng mà giờ cái nghe thấy, chị thấy cái kênh của em đợt trước chị tính đi đó, nhưng mà ngập ngừng làm giấy chưa xong, xong lại tính không đi. Bây giờ lại thấy nói chuyện nghe hay quá lại muốn đi, giống như lấy cuộc đời của mình thì còn có đã năm mấy tuổi rồi, giờ mình thấy kết nối còn cái quãng đời còn lại thì thôi kệ, còn nửa yêu thương đó mình kiếm được cái anh nào mà lo cho mình thì biết đâu được mình may mắn thì mình cũng đỡ hơn cái hồi đó. Vâng, do là cái quỹ thời gian mình bây giờ cũng không có còn nhiều hết chị ha. Đúng rồi. Dạ, cứ qua một năm nó thêm một tuổi nữa. Rồi lúc đó là thêm cái lo. Dạ. Với con cái mình sau này thì cũng tư riêng, cũng có gia đình, rồi cũng lo cho cuộc sống của nó, đúng không ạ? Rồi cũng đâu có thể nào mà 24/24 với mình được đâu. Thành muốn nói thật là chỉ có cái người mà đầu óc tay gối với mình, cái người bạn đời của mình thì những cái lúc trái gió trở trời này cái nọ thì bên luôn luôn là bên cạnh mình thôi. Dạ đúng rồi. Nên ai ở trong cảnh này thì mới thấu hiểu được, chứ những người mà đang hạnh phúc, đang vui vẻ thì đôi khi người ta cũng chưa gặp những cái cảnh này cũng không biết được đâu. Thì chị thấy lên đây thì trước mắt là giấy tờ Thành Nguyên kiểm tra giống như là phải đòi hỏi là đích thật là phải có giấy xác định là hôn kết cái gì, cũng như là ly hôn hoặc là độc thân á. Cho nên chị thấy cái trước mắt cái đó là việc thật là rõ ràng rồi, mình không có lo. Nhưng còn cái chuyện tìm hiểu á thì do là hai người tìm hiểu nhau cái duyên số mình thôi. Đúng rồi. Chị cũng bày tỏ thôi chứ mình chưa biết trước được cái tương lai mình sẽ như thế nào. Nếu may mắn á thì mình sau này mình được hưởng sung sướng. Thì chị cũng nghĩ vậy, thì cũng hy vọng là cái tuổi này thì đâu còn đòi hỏi gì nữa. Công việc chị Hoa chị có đang làm gì không? Chị cũng đi làm tự do em, đi làm cho con trên thành phố á. Nó con gái kinh doanh nhà trọ rồi chị cũng lên phụ tiếp làm. Rồi còn không thì phụ cháu là bán phở ở Cần Thơ này. Nhưng mà chị đi thành phố, chị không có ở đây. Vậy ha. Chị đi làm thành phố. Rồi Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho các anh nắm được về cái điều kiện là tình trạng hôn nhân, rồi là tên tuổi của mình như nào ha chị ha. Cảm ơn. Rồi ngày hôm nay thì chị Phạm Thị Hoa đến với Thành Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ tìm mảnh ghép của mình như nào? Chị không có cần đòi hỏi giàu có, nhưng mà chị chỉ cần là cái anh đó sống phải có giống như là vợ chồng hạnh phúc với nhau để có tiếng nói chung. Còn nhưng mà có cái nhà thì nó tiện cho chị hơn, tại vì cái nhà đó thì chị có nhà nhưng mà con cái chị ở nó dễ hơn, còn chắc về bên anh đó thì nó dễ hơn. Còn chứ chị không có đòi hỏi là phải giàu có hơn cái gì, nhà lớn nhỏ gì, mà có cái nhà là được rồi. Dạ.
Nhà lớn nhà nhỏ gì không biết, nhưng mà cứ có cái nhà là được. Mình no mình làm ăn đó, sống chung với nhau ở kệ đi, có cơm ăn cơm với cháu ăn cháu miễn sao mà hạnh phúc, là sau này mình được hưởng cái tiếng nói chung, vậy là cũng là mãn nguyện. Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản ha, nhưng mà khó nhưng kiếm mà đó. Khó nhỉ. Đúng rồi, thằng nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà khó. Đúng, rất là dễ, nhưng mà khi mà sống với nhau rồi nó sẽ phát sinh ra nhiều cái. Nhưng mà chị thì chị thích trầm tĩnh, nói nhỏ nhẹ, chứ chị không có nóng tính. Đấy, tánh của chị là không có nóng tính, nhịn được. Cái phần phần yếu là chị nhịn được. Với hai nữa là cái gì chuyện gì mà lớn quá là chị sẽ để sau chị mới nói, chứ chị không có làm một lần. Chị không có làm mất cái uy tín. Vâng, về độ tuổi các anh thì chị mong muốn từ bao nhiêu? Chị nghĩ là sẽ hơn chị mấy tuổi đổ lên, hoặc là nhỏ nhỏ hơn một tuổi thôi, chứ chị không chịu nhỏ. Nhỏ quá nhỏ thì quá chị cũng không chịu rồi. Ha. Về xấu đẹp, về giàu nghèo rồi điều kiện các anh thì sao? Xấu đẹp thì coi được được rồi, chứ chị cũng giàu nghèo thì chị đâu cần giàu, nhưng mà miễn mà có cái nhà nhỏ nhà lớn là được rồi. Về bên anh đã ở là được, chứ chị không có cần là phải giàu hay là đẹp trai, yêu cần coi được thôi. Rồi về vùng miền thì sao chị? Vùng miền nào cũng được em. Miền nào cũng được à? Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà gần thì tốt hơn, còn xa quá nhiều khi chị muốn về đám tiệc hay thăm con gì đó thì nó hơi khó khăn, sợ lúc đó cái hoàn cảnh nó khó về. Thế Nguyên thấy chị Hoa nói giọng miền Bắc thì chị không người biết Bắc, ngoài Bắc đó, Nam Tư. Ngoài đó là quê gốc chị ở đâu? Tỉnh Thái Bình em. Thái Bình ha, chắc chị vào đây hồi lâu. Hồi lúc chị chưa sanh, nhưng mà chị ở dưới Cấm Đôi em biết không? Cấm Đôi Phụng Hiệp á, là hồi đó tạm cư về đó là bắt đầu ở đó người Bắc không à, cho nên mình nói tiếng Bắc. Vậy đó ha. Còn bên bên ngoài Bắc bây giờ là hết gốc rồi. Vô trong này hết rồi. Vào trong này hết ha. Vì từ cái thời năm tư tới giờ thì lâu quá rồi. Đúng rồi, lâu lắm rồi. Điểm mạnh và điểm yếu của chị Hoa chị chia sẻ cho em nghe nào. Thì cái điểm yếu của chị á là chị nhịn nhục lắm. Còn cái điểm mạnh á thì chị rất là lo, giống như hay lo xa. Giống như có một cái chuyện gì hoặc là đám tiệc gì tới là chị hay lo lắm. Cứ lo là còn một tháng nữa tới là bắt đầu lo rồi đó. Cái việc gì mà mình đã xếp đặt rồi là bắt đầu là cứ lo trong đầu khó ngủ lắm. Là như vậy đó. Về tính cách của các anh thì chị mong muốn gì nhiều hơn không? Tính cách nhưng mà quan trọng là không rượu chè, với lại không có cá độ này kia nọ. Nhưng mà rượu bia thì vẫn cho giao thiệp một ít nhiều là phải có, chứ đừng có mà mang cái tiếng là chị không chịu. Chủ yếu là nếu mà ghiền hay là hoặc là cái đó là chuyên khoa là cái đó là chị sợ lắm rồi. Sợ cái dù rượu nhất luôn á. Ăn chơi cờ bạc thì nói chung là cô nào cũng chẳng ai chịu đâu. Hỏi thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề này thì thật sự ra là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của mình sau này rất nhiều. Đúng rồi. Nam cũng thế, nữ cũng vậy. Thì đối phương của mình có sao thì mình cứ chia sẻ như vậy hay gì ha. Đúng rồi. Sau này đỡ về mất thời gian của nhau. Bởi vì khi đến đây rồi thì ai cũng tổn thương rồi, ai cũng đổ vỡ rồi. Mình mong muốn tìm được một cái mảnh ghép nào đó nó sẽ hoàn hảo hơn cái mảnh ghép trước đó. Thì còn nương tựa lẫn nhau rồi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Chứ mà bây giờ mà các anh về mà làm gánh nặng cho mình, hay là về mà đưa thêm cái phiền phức đến cho mình thì thôi thà ở vậy. Đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà em đã làm giấy tờ rồi thì em kết hôn rồi thì nó lại khác. Nhiều khi mình cứ nghĩ vậy, nhưng mà thôi kệ, số phận. Mình nghĩ là nếu mà mình sẽ số phận của mình sướng á, thì mình hưởng. Bây giờ là bước này là chắc chị nghĩ là chắc bước cuối cùng. Đến đây là đúng là thật luôn rồi đó. Người thật việc thật. Mà nếu mà mình làm lại cuộc đời không được, nó là rồi. Cái đó là do cái người nói mà không làm. Còn nếu như mình nói mà mình làm đúng như vậy thì sẽ có hạnh phúc á, chị nghĩ rồi. Như vậy á. Đúng rồi. Thì cái câu chuyện này Thành Nguyên cũng nói cũng rất là nhiều rồi. Thành Nguyên là cái người mắc cái nhịp cầu lúc ban đầu. Đúng rồi. Và Thành Nguyên xác minh về cái mặt pháp lý cho mọi người thôi, để cho hai bên đều yên tâm. Còn về cái vấn đề mà về cái duyên, cái nở đó, thì cái đó mình phải tìm hiểu lâu hơn, nhiều hơn nữa.
để đúng. Mình biết được là đối phương người ta có thật lòng hay không, bởi vì khoảng một vài chục phút để mà Thành Nguyên biết được ai thật lòng đúng hay rồi. Không thật lòng thì không thể nào rồi. Sao mà dám dám cam kết được cái tánh tình người ta được. Nên trong quá trình mình tìm hiểu thì cố gắng tìm hiểu kỹ ha, và đặc biệt là về phần tiền bạc, về phần kinh tế là không có dính dáng gì đến nhau. Đúng bởi rồi. Vì là mới quen nhau, mới kết nối với nhau thì không có cái lý do gì để mà liên quan đến phần tiền bạc trong này. Cho nên nếu mà ai đó mà đề cập đến phần tiền bạc là xóa sâu cả tên luôn. Đúng rồi. Không có qua lại làm gì cho nó mắc mệt. Không, đây là Thành Nguyên nói thật. Mất lòng ai thì Thành Nguyên chịu thôi. Chị coi, chị xem trên kênh của em á, chị khoái coi lắm, nhắc tối á, chị coi rất là những cái chị phụ nữ mà nói chuyện á. Rồi cũng như mong ước giống như của mình vậy đó. Nhưng mà chị suy nghĩ này, nếu như mấy anh mà làm được như vậy á, thì mấy cái cô phụ nữ không bao giờ ai khổ hết. Nói một tiếng nói mà làm y rang như vậy là không bao giờ khổ. Nhưng nhiều khi về mình kết hôn rồi nó lại thay đổi khác, nó phát sinh ra những cái tánh tình này nọ. Cho nên là chị mới nói là thôi kệ. Cũng như là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên mình không có dám nói ai được. Nếu mình, cái đó là tự mình tìm hiểu thôi. Còn anh nào mà nói về tiền bạc thì chị cũng không thích, thật sự. Thì ở độ tuổi các chị á, thì trễ thì bây giờ cũng đã trễ rồi, đúng không ạ? Đúng trễ rồi. Thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu cũng đâu có sao đâu. Mình chờ biết bao nhiêu năm còn được mà chừng đó thời gian còn lại thì đâu nhầm nhò gì, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ thì sau này mình đỡ phải bị tổn thương, đỡ phải đau đầu xử lý những cái rắc rối. Thôi em ơi, kỹ làm sao kiếm được mỏ kim đáy biển. Cái đó là cái số phận của mình. Trong cuộc sống của chúng ta đó thì không phải là các chị không có tìm được những cái mối quan hệ ở ngoài, mình có thể tìm được đó, nhưng mà có một vài cái lý do nào đó mà mình cảm thấy nó chưa được yên tâm lắm, đúng chưa rồi. Được tin tưởng lắm, thì thành ra là mới nhờ Thành Nguyên bắt nhịp cầu. Mà lên đây thì có khá là nhiều những lợi thế. Lợi thế đầu tiên là mình có nhiều sự lựa chọn và cái cơ hội của mình nó rộng hơn nhiều, có nghĩa là trong Nam ngoài Bắc rồi nước ngoài này cái nọ, đúng không ạ? Cơ hội nó nhiều, còn ví dụ như mình tự tìm thì cũng chỉ là một trong một cái phạm vi nào đó thôi, không có thể nào mà muốn lan tỏa thì đó. Trong ngoài nước được. Thì chị cũng nghĩ là tính là không có lên nha. Để tự cái tương lai mình nó tới đâu thì nó duyên nó đâu tới. Nhưng mà chị nghe thấy em nói những cái câu nói mà nghe hay á. Đó là nếu mà mấy anh mấy chị đến tuổi này mà không lên đi tìm mảnh ghép á, thì ai biết chỗ mà kết nối để tìm hiểu nhau. Cho nên chị nghĩ chị đừng khừng hai lần rồi mà chị không đi. Xong bữa nay chị mới đi. Mà bữa nay ít người, chị không có rung. Lần trước chị lại chị thấy đông quá mà giấy tờ của chị chưa xong. Là chị đi làm thành phố, chị về một tuần rồi, nhưng mà chị làm giấy nó được trục trặc tới con cái mình đứng tên, cho nên là phải bắt phải đi làm xong thủ tục mới có giấy giấy độc thân. Em thì không phải là em nói hay mà là em nói đúng. Đúng rồi, em nói đúng nhưng mà em cắt nghĩa rất là hay, mà lại nghe những cái câu á, văn chương một tiếng của em á, là nó sẽ thấu vô lòng rất là sâu sắc. Cho nên chị nghĩ về này, nhiều khi cứ đi làm mệt cái về chị mở ra chị xem mà chị nghe em nói rồi mấy cô mà phụ nữ bày tỏ về cái bản thân mà khổ á, sướng khổ đấy, nhưng mà chị nghe thấy chị nói mình mà thấy mấy anh mà chia sẻ được với mấy cô đó thì đỡ lắm. Mà thì ai cũng mơ ước được cái hạnh phúc hết em. Chị thấy lên đây là ai cũng mơ ước được cái hạnh phúc. Cái máy ấm gia đình, sau này già đi có chồng có vợ no cho nhau, như là lúc nhất là lúc mà đau bệnh ấy. Đó cho nên là chị nghĩ cái nhiều đó thôi. Chứ con cái bây giờ thì nó thương mình lắm rồi đó. Rất là mến, không cho mẹ đi đâu. Nhưng mà sau này mình nằm một chỗ á, mình đau bệnh hay là hoặc là mình cần một người đó, nó rất là khó. Con thì cho mình mấy trăm mấy triệu nó đi rồi. Đúng rồi. Còn mình nằm đó mình tủi thân, mình ê mình. Cho nên chị phải đi. Thành Nguyên sẽ nói một vài cái lý do để cho các chị hiểu hơn về chương trình của Thành Nguyên. Có nghĩa là Thành Nguyên thiên về cái sự thật và không có làm cái điều gì đó để cho bất lợi cho nhân vật. Là bởi vì Thành Nguyên không có giật tít hay là gây sốc hay là làm như nào đó để mà câu view câu like, thì thành ra là sẽ không có được sự đón nhận nhiều giống như là những cái chương trình khác. Thành Nguyên thì Thành Nguyên làm theo cái con đường là nghiêm túc. Bởi vì Thành Nguyên hiểu rằng khi mà các chị mà dành thời gian đến đây với Thành Nguyên, dành cái sự yêu mến đến đây với Thành Nguyên là Thành Nguyên đã rất là vui, cũng rất là mừng rồi.
Và Thánh Nguyên cũng không có nhu cầu là nhận đông một ngày đâu đó khoảng mấy người mà nó chất lượng, chứ không có nhiều mà nó lộn xộn. Đối với Thánh Nguyên là vậy, tiêu chí của Thánh Nguyên từ trước đến bây giờ là vậy. Chứ không phải là Thánh Nguyên muốn nhận cho nhiều đến đây để mà mình có nhiều cái câu chuyện để mình giật tít, rồi mình câu view, rồi mình tạo những cái chủ đề mà nó gây sốc đâu. Không, Thánh Nguyên không làm. Nhiều khi mà nhân vật nói cái điều gì đó mà Thánh Nguyên thấy nó chưa được ổn lắm là Thánh Nguyên cho nó lại. Và về cái phần đó cho các bạn xử lý sau, cắt bỏ để tránh sự bất lợi cho các anh các chị. Bởi vậy chị không biết nãy giờ chị có nói gì sai không, thì cộng đồng mạng cũng quan thì bỏ qua. Nhiều khi chị trong cái lương tâm chị nghĩ sao á, thì chị nói như vậy xuất phát từ trong tâm mình ra thật tình, chứ không mình không nghĩ là mình phải chủ quan hay hoặc là mình khoe khoang. Nhưng mà chị nghèo thật, nhưng mà cái tâm chị hồi nào tới giờ sống ai cũng thương chị hết trơn á, không có mất lòng ai. Mà chị sống với con chồng mà mười mấy năm rồi kẻ cưới là không mất lòng. Cho nên là dâu cũng vậy mà rể cũng vậy, không ai ấy. Thánh Nguyên cảm nhận thấy ở chị Hoa đó, nói sai thì cũng không phải là chị nói sai, mà là Thánh Nguyên thấy được chị ở cái sự hồi hộp, cái sự lo lắng. Thành đúng rồi, trong cái cách mà mình thể hiện những lời nói rồi trong hành động á, thì đôi khi là nó thể hiện lên cái điều đó, là bức xúc. Nó cho mình thấy được cái sự là lo lắng hồi hộp ở đây. Bức xúc cũng đúng thôi. Thật sự là mình làm khán giả mình xem thì rất là thoải mái, nhưng mà khi mà mình là nhân vật ngồi trên cái ghế đó vậy, nhưng mà nó hồi tâm lý nó hơi lặng lẽ. Cho nên là có điều gì đó không có làm cho mọi người hài lòng thì cũng rất là mong hoan hỷ hay gì ha. Rồi ok chị, thì như vậy thôi. Xong rồi hôm nay nếu như có ai đó mà thấy chị Hoa mà dễ thương dễ mến muốn kết nối thì cứ đến gặp Thành Nguyên. Còn nếu không nữa thì chị Hoa xem kênh của Thành Nguyên, chị thấy có anh nào đó trên kênh mà phù hợp với mình, hay là ngày hôm nay có anh nào đó mà trong cái căn phòng này này mình thấy phù hợp thì mình cứ lấy số mình trò chuyện thoải mái thôi, biết đâu đó cái duyên, đúng không ạ? Cảm ơn em. Rồi thì cuối chương trình, chị Hoa có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các anh cũng như là quý khán giả để xem chương trình của hai chị em mình vài điều không ạ? Thì sau chị cũng chúc khán giả với lại vợ chồng em là được một cái cuộc sống an lành, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, phát triển. Rồi sau đó chị nhắn gửi giống như ai mà anh các anh mà xem trong cái chương trình của em đó, mà thấy chị hợp tình hợp lý thì kết nối với chị để mà hai người tìm hiểu nhau. Rồi thôi chị nói thôi nhiều nữa thôi. Ok chị. Rồi cuối chương trình thì Thánh Nguyên cũng chúc cho chị Phạm Thị Hoa thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm đi trung nhân mình hồi đáp lại sớm chị ha. Chúc chị trên đường về và sự bình an. Cảm ơn em. Chào chị.